Ngày Chủ nhật bắt đầu với trạng thái chủ đạo là nhiều mây, nắng nhẹ. Một số nơi còn thấy hơi se lạnh. Nhiệt độ hiện tại hầu khắp Nam Bộ dao động 23 đến 25 độ. Dự báo trong 2-3 tiếng tới, nắng sẽ lên nhiều hơn. Nhiệt độ tăng dần lên 29 độ. Đến trưa sẽ cảm thấy nóng nhẹ 32 độ. Khả năng sau 16 giờ có thể xuất hiện mưa vài nơi, nhưng chủ yếu là mưa nhỏ. Hầu khắp Nam Bộ hôm nay cũng có thời tiết đẹp, đa phần là ít mưa, nắng ráo từ sáng đến chiều. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Chỉ ít nơi như Biên Hòa có thể lên 33 độ.